Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em tiếp tục theo dõi tiếng Việt lớp 5 tuần 30 là tập làm văn là tả con vật. Thì có cái đề bài như sau là em hãy tả một con vật mà em yêu thích. Như vậy thì ở đây tả một con vật mà em yêu thích, các em muốn tả con nào cũng được tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng chúng ta hãy xem cái phần gợi ý như sau. Thì ở đây chúng ta có cái gợi ý là đầu tiên là A là phần mở bài. Thì chúng ta sẽ giới thiệu con vật định tả, là chú ý là cái gắn với cái thời gian, không gian cho thích hợp. Thì thời gian tức là vào khi nào, rồi không gian là ở đâu. Với cái con vật mình định tả, ví dụ con mèo thì ở trong nhà của mình, ở không gian là ở đâu thì là ở trong nhà của mình. Thì vào cái thời gian nào, tức là khi mà ba mẹ hay là bác hàng xóm cho một con mèo hay gì đó cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thân bài. B là phần thân bài. Chúng ta sẽ tả đặc điểm hình dáng, từ khái quát đến chi tiết của con vật. Thì tả cái hình dáng khái quát, thì đầu tiên chúng ta sẽ tả thân hình con vật này như thế nào. Thì làm em liên tưởng tới cái gì. Rồi đến cái chi tiết thì chúng ta sẽ tả đó là lông nè, mắt nè, chân hay là tai, vân vân. Rồi tả đặc điểm hoạt động của con vật, hoạt động thường xuyên thì cái hoạt động của thường xuyên của nó là như thế nào. Tức là khi ví dụ như con mèo thì hay bắt chuột thường xuyên nè. Rồi quen thuộc như mọi con vật cùng loài, hoạt động riêng, bất ngờ khác với những con vật cùng loài. Thì cái quen thuộc nó cùng với con vật khác thì nó có cái điểm nào quen thuộc, rồi hoạt động riêng thì nó làm gì. Ví dụ con mèo thì bắt chuột, còn con chó thì sao? Rồi khác với những con vật cùng loài. Rồi cái phần C là phần kết bài, là con vật gần gũi với cuộc sống của em yêu quý như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói cái cảm nghĩ là con vật đó nó gần gũi với chúng, với các em như thế nào. Thì và các em nói cái tình cảm của mình, là cái sự yêu quý của mình với nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cái hai bài tham khảo. Đầu tiên đó là sẽ tả về con chó. Thì cái này con chó và con mèo thì rất quen thuộc đối với chúng ta rồi. Nó sẽ dễ dàng hơn. Trong cuộc sống, vật nuôi gia đình đã trở nên rất phổ biến. Mỗi gia đình đều có một vật nuôi, và nhà em có một chú chó đáng yêu và rất biết nghe lời. Chú tên là Milu. Chú đã ở bên gia đình em được 3 năm rồi. Milu nhà em có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 3 tuổi, Milu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũng củng bằng một bắp chân. Đôi mắt Milu đen đen và tròn, mỗi khi muốn ăn cái gì, chú sẽ nhìn em một cái, một cách đáng thương, tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy, trông chú thật đáng yêu biết mấy.
Milu thì rất hiền lành, nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, chú trở nên rất là dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẹm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Đôi tai thính cứ tiếng động lạ là lại vểnh lên như hai lá mít. Dáng người chú oai vệ như một người lính canh gác trung thành vậy. Oai vệ. Cái đuôi Milu sẽ vẫy xoắn tít mỗi khi thấy em đi học về và chạy vòng quanh em như vui mừng khôn xiết. Milu nhà em rất thích nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sáng. Chú lim dim đôi mắt nằm ườn trên cái bệ trước nhà, cái tay thỉnh thoảng vẫy lên ngang ống đôi chút lại cụp xuống lười nhác. Vì thế mà lông Milu lúc nào cũng sạch sẽ, mềm mại và không có những con giận đáng ghét. Nhà em tuy không có mèo, nhưng chẳng có một con chuột nào. Một con chuột nào to gan dám bò vào. Vì có vệ sĩ Milu, chú bắt chuột rất cừ. Mỗi lần vồ được con chuột trong bếp hoặc sau vườn, chú lại quẩy đuôi chạy quanh em như khoe chiến công hào hùng của mình. Gia đình em quý chú lắm, mỗi khi đi xa là nhớ và lo lắng xem chú ở nhà ăn uống như thế nào. Ở một mình có buồn không? Đối với gia đình em, Milu trở thành người bạn, chứ không phải là một con vật không biết suy nghĩ. Chú thông minh lắm, dạy chú cái gì chú làm được ngay và rất nghe lời, biết đi vệ sinh đúng chỗ và không bao giờ trèo lên giường. Cứ đêm đến là Milu lại âm thầm canh gác cho giấc ngủ của mọi người trong nhà. Quả chú là một vệ sĩ rất cừ, một thành viên nhỏ dễ thương của gia đình em. Cả nhà và em ai cũng rất yêu quý Milu, dần dần dường như không thể thiếu được bóng dáng của chú một người bạn trung thành. Thì như vậy, ở bài văn mẫu này chúng ta thấy rằng đã tả một con chó đầu tiên thì được cái nuôi ở trong một gia đình, và tên là giới thiệu ở đây thì người ta sẽ đã giới thiệu là tiếp theo thì cái phần thân bài thì ở đây đã tả là đặc điểm của chó Milu là từ khái quát là đến chi tiết luôn. Đầu tiên thì trong cái khái quát là trông rất to nè, rồi bộ lông thì vàng óng. Sau đó người ta sẽ tả chi tiết là đôi mắt nè, rồi tai, đôi tai nè, hàm răng nè, rồi cái lưỡi nữa nè. Đó là những cái phần tả chi tiết của con vật. Rồi người ta tiếp theo sẽ tả cái hoạt động của con vật. Thì ở đây hoạt động của con vật là khi mà em đi học về thì chó Milu là quẩy cái đuôi xoắn tít và chạy vòng quanh mừng khôn xiết. Rồi cái thói quen nữa, thường xuyên nó thói quen là nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sáng nè. Đó, như vậy ta thấy là Milu có những thói quen như vậy. Xong rồi cái hoạt động riêng thì chúng ta thấy là lúc nào cũng cái tai thì lúc nào cũng nghe ngóng.
Rồi. Khác với cái những con vật cùng loài thì Milu á, bắt chuột là rất giỏi nè. Bắt chuột rất là giỏi. Rồi cái phần ở phần kết bài thì ở đây sẽ nêu lên cái con vật là rất là em là rất yêu quý cái con vật của mình. Nó như thế nào thì là ở đây là không thể thiếu của Milu, hình bóng bóng dáng của Milu trong cái gia đình. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem cái bài tham khảo tả về con chó, thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem cái bài về tả con mèo. Mèo mèo, đấy là tiếng kêu nũng nịu của cô mèo Mimi nhà em. Mỗi khi đi học về, cô làm món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng. Mimi có thân mềm mại, bộ lông với ba màu trắng toát, lẫn vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mimi khi trời rét. Đầu Mimi tròn như quả cam, hai tay vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn to trong suốt như thủy tinh. Chiếc mũi nho nhỏ phơn phớt hồng, lúc nào cũng ương ướt lơ thơ, hai bên là mép cong ria trắng như cước. Miệng Mimi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao, thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ. Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe ngoẩy lên xuống, làm tăng thêm nét uyển chuyển của cho cô. Mỗi lần Mimi bước đi, cô giống như một tiểu thư đại cát. Lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn quay quanh nàng công chúa xinh đẹp này. Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ. Dần dần Mimi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn em là người dọn bữa cho cô, trừ những lúc đói quá. Còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhẹ nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ơi, thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mimi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số. Mimi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mimi, cô chạy lại vờn rất khéo, thoát cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diễn viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều Mimi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa thấy em về, Mimi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu meo meo. Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em, như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mimi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự với cô và được đáp lại bằng tiếng kêu meo meo. Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui. Cả nhà em ai cũng yêu quý Mimi. Đó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mimi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Thì như vậy ở bài tả con mèo
và con chó thì tương tự nhau. Chúng ta chỉ cần dựa vào cái dàn ý ở trên thì chúng ta sẽ xem kỹ và dựa vào cái dàn ý ở trên thì chúng ta sẽ hoàn thành tốt cái bài văn tả về con vật của mình. Thì đến đây bài hướng dẫn khi xem sau khi xem cái bài hướng dẫn của cô, các em thấy hay thì hãy nhấn bấm nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên, nếu chưa đăng ký kênh thì Liêm thì hãy đăng ký để được xem những cái video tiếp theo. Cô chào tạm biệt các em và chúc các em học tốt.